Thưa quý vị, thủ lĩnh lực lượng Houthi Abdul Malik al-Houthi ngày 8 tháng 8 đã tuyên bố việc trả đũa cuộc tấn công của Israel vào thành phố cảng Hodeidah do lực lượng Houthi kiểm soát là điều không thể tránh khỏi. Lời tuyên bố của thủ lĩnh lực lượng Houthi được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực Trung Đông đang tăng cao, khi Iran và Hezbollah đã có những tuyên bố cứng rắn về việc đáp trả Israel sau vụ ám sát thủ lĩnh chính trị Hamas và vụ sát hại chỉ huy cấp cao của Hezbollah. Cuộc tấn công thành phố cảng Hodeidah là cuộc tấn công đầu tiên mà Israel nhằm vào lực lượng Houthi kể từ tháng 11 năm 2023. Cuộc tấn công này diễn ra một ngày sau khi Houthi sử dụng máy bay không người lái tấn công vào thành phố Tel Aviv, khiến một dân thường Israel thiệt mạng. Kể từ khi Israel tấn công vào thành phố cảng Hodeidah, các cuộc tấn công của Houthi tại Biển Đỏ và Vịnh Adel đã giảm đi. Chỉ hai cuộc tấn công do lực lượng Houthi thực hiện được thống kê. Trong đó, cuộc tấn công vào ngày 4 tháng 8 nhằm vào một tàu thương mại ở Vịnh Aden và cuộc tấn công vào ngày 7 tháng 8 nhằm vào hai tàu khu trục của Mỹ và một tàu thương mại tại Biển Đỏ bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái. Trong một bài phát biểu trên truyền hình, thủ lĩnh lực lượng Houthi Abdul Malik al-Houthi khẳng định, một phản ứng đối với cuộc tấn công ngày 20 tháng 7 của Israel nhằm vào các bể chứa nhiên liệu tại cảng Hodeidah là điều không thể tránh khỏi. Đồng thời cho biết thêm, cuộc xung đột với Israel đã lên đến đỉnh điểm và lực lượng này sẽ có một phản ứng thực sự có tác động. Theo thủ lĩnh Houthi, sự chậm trễ trong phản ứng của trục kháng cự đối với sự gia tăng căng thẳng của Israel hoàn toàn là chiến thuật nhằm đảm bảo rằng phản ứng có tác động chống lại đối thủ và các hoạt động chuẩn bị của chúng. Theo kênh thông tin JNS, trục kháng cự bao gồm Iran và một số lực lượng thân Iran trong khu vực như Houthi ở Yemen, Hezbollah ở Liban, Hamas ở Gaza và Riyadh Hồi giáo ở Palestine. Ông Abdul Malik al-Houthi cho biết thêm rằng, sự xác nhận về phản ứng từ Cộng hòa Hồi giáo Iran đến từ các cấp lãnh đạo cao nhất và những gì đã xảy ra không bao giờ có thể bị bỏ qua. Khi đề cập đến các nỗ lực ngoại giao đang diễn ra ở Mỹ và châu Âu nhằm hạ nhiệt tình hình, ông Abdul Malik al-Houthi nhấn mạnh, không có gì có thể làm chệch hướng, quyết định giải quyết phản ứng, chẳng hạn như đe dọa hoặc gây áp lực. Theo kênh thông tin JNS, cả Iran, lực lượng Hezbollah ở Liban đều tuyên bố sẽ đáp trả cho vụ sát hại có chủ đích tại Tehran vào ngày 31 tháng 7 nhằm vào thủ lĩnh chính trị của Hamas, ông Ismail Haniyeh, và tại Beirut vào ngày 30 tháng 7 nhằm vào chỉ huy Hezbollah, ông Fuad Shukr. Houthi cũng tuyên bố sẽ đáp trả cho các cuộc không kích vào ngày 20 tháng 7 của lực lượng phòng vệ Israel nhằm vào thành phố cảng Hodeidah nằm dưới quyền kiểm soát của lực lượng Houthi ở Yemen. Tuy nhiên, khác với tuyên bố của thủ lĩnh Houthi, theo nguồn thạo tin tình báo của đài truyền hình CNN, Hezbollah dường như ngày càng sẵn sàng hành động trả đũa Israel một cách độc lập so với phản ứng của Iran đối với vụ sát hại hai thủ lĩnh chính trị của Hamas, Ismail Haniyeh. Hezbollah dự định sẽ tổ chức một cuộc tấn công đáp trả vào Israel nhanh hơn so với Iran. Cuộc tấn công được dự báo sẽ tiến hành trong những ngày tới. Trong khi đó, theo các hãng truyền thông Mỹ, nhiều quan chức đánh giá Iran dường như vẫn đang trong quá trình lên kế hoạch đáp trả Israel. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Yoav Gallant hôm 7 tháng 8 đã lên tiếng cảnh báo Liban sẽ phải trả giá đắt nếu nhóm vũ trang Hezbollah tiến hành đòn trả đũa sau vụ lực lượng phòng vệ Israel IDF vô hiệu hóa một chỉ huy cấp cao Hezbollah. Nhà lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah có thể khiến cho Liban phải trả giá đắt. Họ không thể tưởng tượng những gì có thể xảy ra. Việc gây hấn có thể trở thành một cuộc chiến, không phải là lý thuyết mà hoàn toàn là thực tế. Ông Gallant nói trong một chuyến thăm lữ đoàn lính dù dự bị số 646 của IDF. Tham mưu trưởng không quân Israel, tướng Hezi Halevi, cùng ngày cũng đã lên tiếng khẳng định Tel Aviv đang trong tình trạng báo động cao và sẽ phản ứng nhanh trước bất kỳ cuộc tấn công nào. Nhóm vũ trang Houthi ở Yemen tuyên bố đã sử dụng tên lửa và máy bay không người lái UAV để tấn công hai tàu USS Cole và USS Lassen của Mỹ trong ngày 7 tháng 8. Kênh truyền hình Press TV của Iran đã dẫn thông cáo từ nhóm Houthi cho biết, lực lượng này trong ngày 7 tháng 8 đã thực hiện đòn tấn công nhằm vào hai tàu khu trục USS Cole và USS Lassen nhằm đáp trả sự gây hấn từ Anh, Mỹ nhằm vào đất nước Yemen. Phát ngôn viên Houthi Yahya Sareh đã nói, các tàu khu trục của Mỹ bị tấn công khi di chuyển qua khu vực hoạt động của lực lượng vũ trang Yemen. Cả hai chiến hạm đã thất bại trong việc ngăn chặn đòn tấn công tên lửa và UAV khi các khí tài của chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong khi đó, thông cáo được Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ công bố sáng ngày 8 tháng 8 viết rằng, lực lượng quân sự Mỹ ở Biển Đỏ trong 24 giờ qua đã phá hủy 2 UAV, một trạm kiểm soát mặt đất và 3 tên lửa hành trình chống hạm của Houthi.
Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với tạp chí Time của Mỹ, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng ông đã phạm sai lầm khi không phát động cuộc chiến tranh toàn diện chống lực lượng Hamas ở dải Gaza trong những năm trước khi nhóm này tấn công Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023. Theo cuộc phỏng vấn, ông Netanyahu chỉ trích các cơ quan an ninh Israel vì đã do dự và chỉ trích bản thân đã chấp nhận tình trạng do dự này. Ông phát biểu ngày 7 tháng 10 năm 2023 cho thấy những người nói rằng Hamas đã bị răn đe là sai. Tôi đã không phản đối đủ mạnh trước giả định thường thấy ở tất cả các cơ quan an ninh. Thủ tướng Israel đã phản đối những người cho rằng chính sách của ông đối với Hamas trước cuộc tấn công vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 là nhằm giữ cho tổ chức này hoạt động ở mức vừa đủ để gây ra mối đe dọa cho Israel, sao cho Mỹ không tạo bước đột phá trong thực hiện giải pháp hai nhà nước và để làm sâu sắc thêm chia rẽ chính trị giữa Gaza và bờ Tây. Cũng trong cuộc phỏng vấn, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố sẽ cố gắng tại vị càng lâu càng tốt. Tôi sẽ tại vị chừng nào, tôi tin rằng mình có thể giúp đưa Israel đến một tương lai an ninh lâu dài và thịnh vượng. Về việc chấp thuận chuyển một lượng lớn tiền mặt từ Qatar cho chính quyền Hamas ở Gaza, ông Netanyahu cho biết, chúng tôi muốn đảm bảo rằng Gaza có một chính quyền dân sự đang hoạt động để tránh sụp đổ nhân đạo. Ông cũng tuyên bố rằng số tiền này không phải là cơ sở cho lời đe dọa của Hamas đối với Israel. Ông cũng nói về kế hoạch cho giai đoạn sau cuộc chiến ở Gaza, tìm cách bác bỏ những lời chỉ trích nói rằng ông không có kế hoạch quản lý dải Gaza sau khi cuộc chiến kết thúc. Ông tuyên bố, tôi muốn thấy một chính quyền dân sự do người Gaza điều hành, có lẽ với sự hỗ trợ của các đối tác trong khu vực. Israel phi quân sự hóa, Gaza quản lý dân sự. Các nước Ả Rập, bao gồm cả các quốc gia vùng vịnh, đã bày tỏ ngần ngại tham gia bất kỳ thỏa thuận nào khiến họ phải chịu trách nhiệm quản lý dải Gaza. Cuộc phỏng vấn của Thủ tướng Israel với tạp chí Time được đăng trong bối cảnh Israel đang chuẩn bị đối phó với các cuộc tấn công trả đũa từ Iran và Hezbollah. Israel bị cáo buộc ám sát thủ lĩnh chính trị của Hamas tại Tehran và chỉ huy quân sự của Hezbollah ở Liban. Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Iran nói trong một cuộc phỏng vấn ngày 8 tháng 8 rằng Israel đã phạm phải một sai lầm chiến lược đắt giá khi ám sát lãnh đạo chính trị Hamas là ông Ismail Haniyeh. Ông Ali Bakeri cũng cáo buộc Israel muốn mở rộng căng thẳng, chiến tranh và xung đột sang các quốc gia khác. Trước đó, ngày 7 tháng 8, Thủ tướng Netanyahu khẳng định nước này quyết tâm tự vệ và đang tiếp tục tiến tới chiến thắng. Ông kêu gọi người dân Israel kiên nhẫn và bình tĩnh, khẳng định nước này đã chuẩn bị cả về phòng thủ lẫn tấn công. Người phát ngôn chính phủ Israel David Meir tuyên bố, Israel có khả năng tự vệ theo những cách mà kẻ thù của chúng ta đã thấy, nhưng cũng theo những cách mà họ chưa thấy. Chúng ta biết cách đối phó với mối đe dọa từ Iran, cùng với các đồng minh của mình, chúng ta có thể chống lại họ. Phái đoàn thường trực của Iran tại Liên Hợp Quốc cho biết, Tehran đang tìm cách đảm bảo lệnh ngừng bắn ở dải Gaza và trừng phạt Israel liên quan tới vụ thủ lĩnh chính trị của Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát. Hãng thông tấn TASS cho hay, tuyên bố trên nhằm phản hồi báo cáo cho rằng Iran có thể xem xét lại quyết định thực hiện một cuộc tấn công lớn vào Israel nếu đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở dải Gaza. Phái đoàn này nêu rõ, chúng tôi đã theo đuổi hai ưu tiên cùng lúc. Thứ nhất, thiết lập lệnh ngừng bắn lâu dài ở Gaza và rút quân chiếm đóng khỏi vùng lãnh thổ này. Thứ hai, trừng phạt kẻ xâm lược vì đã ám sát Haniyeh. Căng thẳng ở Trung Đông leo thang nguy hiểm sau vụ thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát ở Tehran và Israel không kích ngoại ô Beirut khiến chỉ huy quân sự cấp cao của Hezbollah Fuad Suko tử vong. Iran, Hamas và Hezbollah cáo buộc Israel gây ra các vụ việc trên và thề sẽ trả thù. Trong khi đó, báo Jerusalem Post dẫn các nguồn tin tình báo Mỹ đánh giá, thời gian chờ đợi phản ứng trả đũa của Iran đối với Israel do vụ ám sát ông Haniyeh đang kéo dài hơn so với dự đoán ban đầu. Theo đánh giá của các nguồn tin tình báo này, có thể cuộc tấn công của Iran sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 8 sau khi hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo diễn ra tại Ả Rập Xê Út kết thúc. Báo Time of Israel dẫn lời các quan chức Israel nhận định Hezbollah chứ không phải Iran sẽ là bên đầu tiên phát động một cuộc tấn công lớn vào Israel trong những ngày tới. Cũng trong ngày 7 tháng 8, tại cuộc họp của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo, Tổng thư ký tổ chức này Hissam Brahim Taha và Ả Rập Xê Út đã lên án vụ ám sát ông Ismail Haniyeh, cáo buộc Israel gây ra vụ việc. Ông Hissam Brahim Taha nhấn mạnh, đây là hành vi xâm phạm chủ quyền và an ninh quốc gia của Iran, vi phạm trắng trợn các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và các điều khoản trong Hiến chương Liên Hợp Quốc. Người đứng đầu Tổ chức Hợp tác Hồi giáo cũng kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thực hiện các biện pháp cần thiết để buộc Israel phải tôn trọng luật pháp quốc tế. Về phía Ả Rập Xê Út, Thứ trưởng Ngoại giao Walid al-Khuzairi tuyên bố, vụ ám sát trên vi phạm chủ quyền của Iran và luật pháp quốc tế, gây ra mối đe dọa đối với sự ổn định và hòa bình trong khu vực. Ông cũng lên án Israel vì các hành vi gia tăng bạo lực chống lại dân thường Palestine, kêu gọi cộng đồng quốc tế buộc lực lượng Israel phải chịu trách nhiệm về hành động của mình.